Hôm nay thầy sẽ bắt đầu chữa cho các bạn đề thi tuyển sinh 2012 ở mã đề 196. Các bạn có thể tải đề này trên trang tuyển sinh 247.com. Vậy ở mục này thầy chữa cho các bạn những câu khó, những cái mà các bạn không nhìn nhận ra được cái dấu hiệu mấu chốt quan trọng của câu hỏi ở đâu. Khi nhìn nhận ra được vấn đề đấy thì các bạn sẽ xử lý nó dễ hơn. Đầu tiên ta đi vào câu thứ nhất, là câu mở màn luôn của mã đề này, câu số 1. Vậy trong câu số 1 được thể hiện với nội dung như sau. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N trên mét và một vật nhỏ khối lượng M. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kỳ T. Ở thời điểm T thì ly độ là 5 cm, và ở thời điểm T cộng T trên 4 thì vận tốc là 50 cm/giây. Giá trị của M là bao nhiêu? Vậy các bạn nhìn, ở thời điểm T thì ly độ x1 bằng 5 cm. Ở thời điểm T cộng T trên 4 thì V2 50 cm/giây. Mấu chốt là các bạn phải nhìn vào T trên 4. Lệch nhau T trên 4 là 1/4 chu kỳ, có nghĩa là lệch pha nhau 90 độ. Vậy lệch pha nhau 90 độ thì các bạn có được cái gì? 90 độ là vuông pha rồi. X1 trên A tất cả bình cộng X2 trên A tất cả bình bằng 1. Mà các bạn có hệ thức là X2 trên A tất cả bình cộng V2 trên A omega tất cả bình bằng 1. Nhìn hai cái này và dựa vào hoàn toàn tương tự thì các bạn sẽ có ngay x1 trên A bằng V2 trên A omega. Vậy suy ra x1 trên A bằng V2 trên A omega. Vậy omega bằng V2 trên X1. Mà omega thì lại bằng căn của K trên M. Từ đây các bạn sẽ có được 50 chia cho 5 thì bằng 10. Vậy lúc này suy ngay ra được M bằng, đúng không? Ta có được đáp án là C. M bằng 1 kg. Nhấn mạnh ở câu 1, T trên 4 có nghĩa là vuông pha. Các bạn lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến câu số 2. Câu số 2 có đặc điểm gì? Một chất điểm dao động của chu kỳ T gọi V trung bình là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kỳ. V là tốc độ tức thời của chất điểm trong một chu kỳ. Vậy trong một chu kỳ, khoảng thời gian mà V lớn hơn hoặc bằng pi trên 4 nhân V trung bình là bao nhiêu? Vậy các bạn lưu ý và nhìn cho thầy là các bạn có được tốc độ trung bình bằng 4A chia T. Như vậy các bạn có được V lớn bằng pi trên 4 nhân V trung bình. Và cái này chính là pi trên 4 nhân 4A trên T. Hay các bạn có V lớn hoặc bằng là ở đây pi nhân A chia T là 2pi trên omega, chính là V max chia 2. Ở đây các bạn có vận tốc tức thời của nó trong một chu kỳ, nó thỏa mãn điều này. Vậy khoảng thời gian của nó là bao nhiêu? Thì các bạn xác định được cái giá trị tức thời, có nghĩa là
các bạn có thể sử dụng toàn bộ cái quá trình này vào trong cái phần tính của mình cũng được. V mà lớn hơn V max trên 2, từ đây ta suy ra được x nhỏ hơn hoặc bằng A căn 3 trên 2. Các bạn vẽ một đường tròn để các bạn suy ra A căn 3 trên 2 trừ A căn 3 trên 2 để làm sao các bạn có x nhỏ hơn bằng A căn 3 trên 2 lớn bằng trừ A căn 3 trên 2 thì ly đồ x phải nằm ở trong phần này với góc bên trên và góc bên dưới. A căn 3 trên 2 đây, ô đây, mỗi góc này là 2pi trên 3, 2pi trên 3. Như vậy các bạn sẽ có alpha bằng 4pi trên 3, suy t bằng 2t trên 3. Và các bạn sẽ có được đáp án A. Đây là cái mà cần các bạn lưu ý, nhớ cho tốc độ trung bình là 4A chia T quãng đường đi thời gian. Và từ cái vấn đề của V, các bạn suy ra vấn đề của X này, các bạn sẽ xác định được nó. Tiếp theo, thầy sẽ chữa cho các bạn ở câu số 10. Trong câu số 10 này có đặc điểm gì? Câu số 10. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng dao động vuông góc với mặt nước cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số, đặt tại hai nguồn S1, S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bằng này, 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1, S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách S2 một đoạn ngắn nhất là bao nhiêu? Vậy, ở bài này, đầu tiên các bạn sẽ có được một cái đường tròn tâm S1, bán kính S1, S2. Đây là bài thuộc phần nâng cao, tìm khoảng cách cực đại, cực tiểu của một điểm ở trong phần giao thoa mà thầy đã nói ở trên các bài giảng trong phần ở trên trang tuyển sinh 247.com. Nên các bạn sẽ lưu ý ở điểm này. Đầu tiên các bạn có được lambda bằng V trên F 1,5 cm. Điểm M dao động biên độ cực đại gần S2 nhất M. Vậy gần S2 nhất có nghĩa là M sẽ nằm trên một cái hyperbole. Cái hyperbole này cũng gần S2 nhất. Vậy hyperbole mà gần S2 nhất có nghĩa là K min. Mặt đại thì là gì? Trừ S1, S2 chia lambda, nhỏ hơn K, nhỏ hơn S1, S2 chia lambda, trừ 6,67, nhỏ hơn K, nhỏ hơn 6,67. Vậy K min bằng trừ 6. Có K min bằng trừ 6 thì các bạn sẽ có được là D2 đây, D1 đây, D2, D1. Thì ta có được D2 trừ D1 bằng trừ 6 lambda bằng trừ 9 cm. Tiếp theo, các bạn lại có được D1 bằng S1, S2 bằng 10. Vậy suy ra D2 bằng 1 cm.
hay là 10 mili, các bạn sẽ có được đáp án D. Nhưng thầy có thể mở rộng cho các bạn, không phải họ chỉ hỏi D1, D2 đâu, nhưng mấu chốt là luôn luôn phải suy ra D1, D2. Họ có thể hỏi là gì? Họ có thể hỏi là M cách đường thẳng S1, S2 này là bao nhiêu, gần nhất là bao nhiêu? Họ có thể hỏi là M cách đường thẳng S2, S1, S2 một đoạn xa nhất là bao nhiêu? Đấy là những cái các bạn lưu ý đầy đủ cho thầy trong các cái hình này. Đấy, các bạn nhớ cho thầy ở phần đường tròn. Các bạn có thể xem đầy đủ tất cả các dạng về khoảng cách cực đại, cực tiểu này trên bài giảng ở trên hệ thống trang tuyển sinh 247.com. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến các câu tiếp theo. Chúng ta tiếp theo ở câu số 11. Trong câu số 11 này thì nó được thể hiện như thế nào? Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình x1 bằng a1 cos pt cộng pin 6, x2 bằng 6 cos pt trừ pin 2. Dao động tổng hợp của hai dao động có phương trình x bằng a cos của pt cộng phi. Thay đổi a1 cho đến khi a có biên độ đạt giá trị cực tiểu thì phi bằng bao nhiêu? Ở đây có hai cách. Đầu tiên là các bạn có thể dùng là a bình bằng a1 bình cộng a2 bình cộng 2a1 a2 cos phi 2 trừ phi 1. Đây các bạn dùng a bình bằng a1 bình cộng a2 bình cộng 2a1 a2 cos phi 2 trừ phi 1. Sau đó các bạn đạo hàm lên để xét theo A1 và cuối cùng xét cái A này nó cực tiểu. Nhưng làm như vậy rất lâu. Do đó thầy khuyến khích không dùng cái này để đạo hàm. Mà thầy đã nói các bạn ở trong phần tổng hợp dao động điều hòa nâng cao biên độ cực đại và biên độ cực tiểu, thầy đã giảng cho các bạn rồi ở trên phần nâng cao của hệ thống bài giảng trên tuyển sinh 247.com. Vậy thầy chỉ trình bày lại vấn đề này thôi. Đây các bạn biểu diễn bằng dàn đồ vector. Nhớ nhé, điện cũng tích cực dùng dàn đồ, ngay cả đến cơ cũng tích cực dùng dàn đồ. Đây các bạn có A2 6 cos trừ pin 2, A1 là bằng này, A1 chưa biết góc này là pi trên 6 30 độ. Vậy A min, bây giờ A đạt giá trị cực tiểu mà họ lại cho A2. Vậy ta đã nói ở phần kia rồi là cho A2 thì lập tức các bạn có ngay A1 vuông góc với A. Nhớ cho thầy, cứ cho A2 thì A1 vuông góc với A. Và khi vuông như vậy thì nó cực kỳ nhanh, các bạn có ngay góc phi này. Và vuông thì đây là 60 độ, vậy phi bằng trừ 60 độ. Còn tại sao vuông? Thầy đã chứng minh đầy đủ ở trong phần kia cho các bạn rồi. Và các bạn có thể, một là xem lại phần chứng minh, hai là các bạn có thể công nhận quá trình này thì nó ra ngay được đáp án B. Đạo hàm mà làm theo lời giải của bộ dục thì tương đối dài và các bạn sẽ mất khoảng 3 đến 4 phút. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến ở câu số 12. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, cơ năng là 1 joule và lực đàn hồi cực đại là 10 newton. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà Q chịu tác dụng của lực kéo có độ lớn 5 căn 3 là 0,1 giây, quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong thời gian 0,4 giây. Như vậy, đầu tiên các bạn sẽ có được là cơ năng V kép bằng
K A bình trên 2 bằng 1, F max bằng K A bằng 10. Vậy từ đây các bạn nhanh chóng suy ra A bằng. Và thay 10 lên đây thì các bạn sẽ có được là gì? A bằng 20 cm. Có được A bằng 20 cm thì các bạn có thể tìm cho thầy được ra cái omega. Hay nói chính xác là ta cũng có thể tìm ra được cái K. Vậy A bằng 20 thì suy ra K bằng 50 newton trên mét. Nhưng cái này không cần thiết lắm. Tiếp theo là thời gian để lực tác dụng lên gần nhất 5 căn 3 F. Lực của lò xo chính là lực phục hồi. Mà lực phục hồi thì cũng biến thiên điều hòa. Biên độ là 10. 5 căn 3 trừ 5 căn 3 thì các bạn sẽ có điểm M1, M2, M3 và M4. Góc này là 120 độ. Và ở đây các bạn cũng có được 60, còn góc này cũng là 60 độ, 120 và 60. Như vậy các bạn lưu ý, thời gian nhỏ nhất thì phải lấy M1, M4 hoặc M2, M3. Có nghĩa là góc alpha min giữa hai thời điểm lực là 5 căn 3 thì bằng 60 độ. Có nghĩa là T đấy bằng T trên 6, 0,1 giây. Vậy T bằng 0,6 giây. Bây giờ họ lại hỏi chúng ta quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đạt được trong 0,4 giây. À, như vậy các bạn lại nhìn 0,4 giây, đây là loại bài quãng đường mắc min mà ta đã xác định. Như vậy ở đây T bằng T trên 2 cộng 0,1 thì S sẽ bằng 2A cộng S1. Và A bằng 20, 40 cm cộng S1. Như vậy quãng đường lớn nhất S max, S max khi nào? S max khi các bạn có V max. V max ở vị trí cân bằng lại mang nó ở vị trí cân bằng thì các bạn có được là 0,1 giây này này chính là 60 độ. Các bạn có 60 độ, các bạn để ở đây 30. Vậy từ đây dòng xuống trừ A trên 2 và A trên 2 x, quãng đường S1. Vậy S1 bằng A bằng 20 cm, suy ra S bằng 60 cm. Các bạn có được đáp án A. Vậy ở bài này lưu ý cho thầy, người ta sử dụng bài toán tính thời gian một cách triệt để bằng cách sử dụng một bài toán ngược để tìm ra chu kỳ và một bài toán xuôi nhưng lại sử dụng vấn đề mắc min để tìm ra. Và người ta tránh nó lặp lại các cái ý, thì người ta không tính thời gian của thằng Lido mà họ cho tính thời gian của lực. Nhưng thực tế lực này là lực biến thiên điều hòa nên nó có cái thời gian tính y xì như Lido dựa vào đường tròn. Cái gì biến thiên điều hòa các bạn đều có thể tính được
y xỉ như vậy. Như vậy là thầy đã hoàn thiện cho các bạn ở câu số 12. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 16. Ở câu 16 này, tại một điểm O trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, có hai nguồn âm điểm giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại một điểm A có cường độ âm là 20 dB, tại điểm M là trung điểm của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB, thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O là bao nhiêu? Như vậy, ta nên chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn lúc trước là giai đoạn 1. Các bạn có L1 của A bằng 20 dB. Giai đoạn đặt thêm thứ hai là giai đoạn B. Vậy các bạn sẽ có được là gì? Là ở M, L2 của M bằng 30 dB. Vậy các bạn sẽ nhìn nhé, là từ đây các bạn có thể suy ngay ra được Y1 của A bằng bao nhiêu đấy? Y1 của A các bạn ra được bằng là 10 mũ trừ 10 watt trên mét vuông. Với các bạn coi Y0 là 10 mũ trừ 12. Tương tự, các bạn suy ra được Y2M thì bằng 10 mũ trừ 9 watt trên mét vuông. Nhưng M là trung điểm của OA, thì các bạn có RA bằng 2 lần RM. Vậy từ đây các bạn suy được IA bằng 1/4 IM. Và các bạn sẽ ra được là 2,5 nhân 10 mũ trừ 10 watt trên mét vuông. IA này phải là I2A. Như vậy các bạn có được I2A bằng 2,5 lần I1A, mà công suất của nguồn P bằng 4pi R bình I. Rõ ràng điều này các bạn suy ra P2 bằng 2,5 lần P1, mà ban đầu họ cho P1 là 2 lần P0. Như vậy các bạn sẽ có được 5 P0, có là 5 nguồn. Ở đây 5 nguồn, bạn nào chọn vào đáp án A5 là thôi toàn. Họ bảo là cần đặt thêm. Vậy thêm 5 - 3, 5 - 2 bằng 3 nguồn. Và đáp án phải là C. Bao nhiêu công sức mà vèo một cái là thôi. Vậy số lượng nguồn các bạn chỉ cần nhớ cho thầy là Y gấp bao nhiêu lần nhau thì P sẽ gấp bấy nhiêu lần nhau. Và các bạn sẽ có được cái số lượng của nguồn được tính như thế nào. Tiếp theo câu số 17. Câu số 17 này là câu nói về chất trước và chất sau phản ứng urani sau một chuỗi phân rã urani 92238. Các bạn đều biết sau một chuỗi phân rã là 8 alpha cộng 6 beta trừ tạo thành PB82206. Như vậy cứ một hạt urani mất đi tạo thành một hạt chì. Đây là chất trước phản ứng và chất sau phản ứng, dạng bài cơ bản trong phần phóng xạ. Từ đây các bạn có được số hạt mất đi
delta n của u đúng bằng số hạt tạo thành n p b. Vậy các bạn sẽ có được là ở đây ta sẽ có được n của u còn lại là 1,188 nhân 10 mũ 20. Và n của PB bằng 6,239 nhân 10 mũ 18. Cái này chính là delta n của urani. Vậy các bạn có n không của urani bằng n urani cộng delta n. Mục đích ta phải tìm tất cả về chất trước n và n không. Và từ đây các bạn áp dụng n bằng n không chia 2 mũ T nhỏ trên T lớn, suy ra T nhỏ bằng T lớn nhân logarit cơ số 2 của N0 chia N. Thay số vào và bấm máy tính thì các bạn sẽ ra được 3,3 nhân 10 mũ 85. Nó là đáp án C. Nhưng thầy không muốn dừng lại ở đây, mà thầy muốn cho các bạn nhìn thấy, nhớ họ không hỏi PB mà họ hỏi đến alpha và beta trừ thì sao? Thì các bạn có được là delta n của urani so với n của beta trừ. Nhiều bạn làm môn hóa quen rồi, các bạn mang 6 đặt vào đây là sai. Một urani mất đi tạo thành 6 beta trừ. Như vậy số hạt beta trừ bằng 6 lần số hạt urani mất đi. Và tương tự số hạt alpha cũng phải bằng 6 lần số hạt urani. Đây, urani bị mất đi. Nhớ cái phần mở rộng này cho thầy. Đấy là câu số 17. Ta sẽ tiếp theo đến câu số 18. Câu 18 này nó cũng không phải là câu quá khó, nhưng nó là một cái tiền đề để chúng ta xử lý một loạt các câu hỏi liên quan đến phần các cái vân sáng trùng nhau, không trùng nhau, giữa chúng có bao nhiêu vạch đơn sắc. Trong một thí nghiệm nghiêng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc lambda 1, lambda 2 có bước sóng là 0,48 và 0,6. Trên màn quan sát, khoảng giữa hai vị trí gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có mấy vạch của lambda 1 và mấy vạch của lambda 2. Các bạn nhìn trùng nhau K1 trên K2 bằng lambda 2 trên lambda 1. Ta đã nói ở phần này rồi. Và các bạn có lambda 2 trên lambda 1 thì các bạn ra được là 0,6, 0,48, 5/4. Như vậy, vạch thứ 5 K1 bằng 5 là gần nhất và K2 bằng 4 là gần nhất. Gần ô nhất. Vậy toàn bộ cái trạng thái này các bạn hộ thầy một việc là vân thứ 5 bắt đầu trùng thì giữa nó có vân thứ 1, 2, 3, 4 không trùng. Như vậy các bạn sẽ suy ra có 5 trừ 1 vân đơn sắc của lambda 1. Tương tự vân thứ 4 bắt đầu trùng nhau thì có thằng 1, 2, 3 không trùng. Như vậy là có 4 trừ 1 thằng đơn sắc của lambda 2. Do đó đáp án nó sẽ là đáp án D. Cơ bản nhé, các bạn lưu ý sau này có những cái đơn sắc này chúng ta có thể suy ngược lại K, và có suy ngược lại K thì lắp ngược lại đây chúng ta có thể tính được các vấn đề khác. Chúng ta sẽ tiếp tục ở các câu tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục ở câu số 21. Vậy câu 21 của chúng ta là gì? Trong một giờ thực hành, một học sinh mắc một đoạn mạch AB gồm điện trở R bằng 40 ohm,
tụ điện có điện dung xê thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện giá trị CM thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu MB có giá trị cực tiểu bằng 75V. Điện trở thuần của cuộn dây là. Đây là một dạng bài cực tiểu và nhiều bạn kêu nó khó. Nó không khó, nó là một dạng bài, chỉ có điều nếu các bạn chỉ học kiến thức của sách giáo khoa không ổn, mà các bạn cũng phải để ý và suy luận. Ta có nhá, R C cuộn dây R C L R A M B. Các bạn sẽ có U M B min. Vậy U M B sẽ bằng U chia cho Z căn của R bình, R lớn cộng R nhỏ tất cả bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình nhân với căn của R nhỏ bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Ta chia cả tử và mẫu cho cái căn ở trên tử thì được U chia cho căn của 1 cộng với R bình cộng với 2 R nhỏ R lớn trên R nhỏ bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Như vậy UMB mà min khi mà chỉ khi mẫu mắc thì mẫu của mẫu, min khi ZL bằng ZC, khi và chỉ khi ZL bằng ZC, có nghĩa là UMB min bằng UR chia R lớn cộng R nhỏ bằng 200 nhân R chia cho 40 cộng R, đúng rồi, R lớn là 40, bằng U min là 75. Thế là suy R nhỏ ngay là R nhỏ 24 ohm. Các bạn sẽ có được đáp án C. Câu tiếp theo thầy cần nói với các bạn là câu 24. Điện năng từ một trạm của máy phát điện đưa đến khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha cho biết điện áp ở hai đầu đường truyền tăng lên từ U lên 2U thì số hộ dân ở trạm cung cấp đủ điện năng tiêu thụ từ 120 lên 144. Cho rằng chỉ tính hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện các hộ dân là như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trên các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì đủ cung cấp cho bao nhiêu điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Vậy cung cấp cho hộ dân có nghĩa là hộ dân dùng, mà hộ dân dùng là có ích. Đây là bài toán công suất có ích. Ta đã nói ở trong phần máy biến áp của chúng ta rồi. Vậy các bạn lưu ý là đầu tiên hiểu điện thế là U P bằng P có ích 120 hộ dân P0 cộng hao phí delta P. Sau đó hiệu điện thế tăng lên 2U thì P bằng 144 P0 cộng delta P trên 4. Và khi điện áp tăng lên 4U thì 4U P bằng NP0 cộng delta P trên 16. U tăng 4 thì công suất hao phí giảm 16. Vậy thằng 1, thằng 2, thằng 3, 3 phương trình 4 ẩn, các bạn chuyển nó về một ẩn thôi. Ta trừ 2 vế đi thì các bạn sẽ có được là gì? 1 trừ 2 suy ra trừ 24 P
P0 cộng 3 phần 4 delta P bằng 0. Như vậy, delta P bằng 24 nhân 4 chia 3 P0. Và mang cái này thay vào 2, suy ra P bằng 144 P0 cộng với delta P trên 4, 24 phần 3 P0. Và thay cả P và delta P này vào 3 thì các bạn suy ra được 144 cộng 24 phần 3 P0 bằng N lần P0 cộng với delta P chia 16, 24 nhân 4 chia 3 chia 16 P0. Chỉ việc chia tiêu P0 đi, các bạn sẽ có ngay N bằng 150. Và ta có được đáp án D. Để cho các bạn hiểu hai bài của điện xoay chiều, một bài là min và một bài là công suất có ích, cái này ta học hết rồi. Thầy đã nói với các bạn đầy đủ ở trong các phần bài giảng ở trên trang tuyển sinh 247.com. Các bạn chịu khó tìm xem lại cho thầy. Ta sẽ đến câu tiếp theo, cũng là một câu của điện xoay chiều, đó là câu số 26. Câu số 26. Câu 26 này đọc đề xong là cũng thấy toát mồ hôi, bởi vì nó có đến tận 9 dòng. Từ một máy phát điện một chiều xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền đến một nơi N cách M 180 km. Biết đường dây có tổng điện trở là 80 ôm, coi điện dây tải điện là đồng chất có điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài. Do sự cố, đường dây bị dò điện tại điểm Q, hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có giá trị R xác định. Để xác định vị trí của Q, người ta ngắt đường dây điện khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong không đáng kể nối vào hai đầu của tải điện tại M. Khi đó hai đầu ở N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,4A. Còn khi hai đầu của N được nối tắt bởi một dây dẫn có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện lại là 0,42A. Tìm khoảng cách MQ. Vậy thực tế đây chỉ là một bài nối tắt trên đường dây truyền tải, có nghĩa là nó bị đoạn mạch thôi. Và kiến thức làm bài này hoàn toàn nằm trong lớp 11 mà lại không nằm trong lớp 12. M, N chỉ có mỗi chữ đường dây truyền tải thôi. Giả sử có một cái điện trở R vắt ngang đây, thì thầy giả sử điện trở trên các dây này là R1, R1, R2, R2. Vậy đây là cái đầu tiên người ta nối hai đầu M, còn hai đầu N để hở. Hai đầu N để hở. Vậy dòng điện sẽ chạy qua R1, qua R, qua R1, rồi nó về nơi kia. Có nghĩa là R bộ bằng R1 cộng R cộng R1 bằng U trên Y 12 trên 0,4. Còn bây giờ N lại nối tắt. Nối tắt thì mạch nó thành như sau: R1 nối tiếp với R, song song với R2, nối tiếp với R2, rồi ta lại có nối tiếp với R1. Như vậy các bạn sẽ có được là R bộ lúc này 2R1 cộng 2R2 nhân R chia 2R2 cộng R bằng 12 trên 0,42. Mà các bạn còn có tổng điện trở là
80 ôm có nghĩa là 2 lần R1 cộng 2 lần R2 bằng 80. Tiếp theo 2 lần R1 cộng R bằng 12 chứ không phải 4, 30. Và 2 lần R1 cộng với, ở đây ta chuyển 2R2 thành 80 trừ 2R1 nhân R chia cho 80 trừ 2R1 cộng R bằng 12 chia 0,42. Như vậy, ở đây các bạn coi 2R1 là một ẩn và R là một ẩn, thì lúc này các bạn suy được 2R1 bằng. 2R1 bằng, và các bạn có được ở đây là 2R1 bằng 20 ohm. Mà các bạn có được tỷ lệ về điện trở chính là tỷ lệ về chiều dài R1 chia R1 cộng R2 bằng X chia L. Và thầy có thể coi là gì? Là 2 lần R1 trên 2 lần R1 cộng R2 bằng 2 lần R1 chia 80. Vậy suy ra X bằng L chia 4 bằng 45 km. Thế là ta có đáp án D. Thực tế cái này người ta còn có thể sử dụng một phương pháp nữa cơ. Đó là nối ở một đầu của M với đầu của N và hiệu điện thế, thì dòng điện nó chạy qua R1, R và R2. Người ta vẫn có thể sử dụng các cái phương án đấy để làm. Đây chỉ là sử dụng hai trong tổng số 3 phương án nối điện xoay chiều. Các bạn thấy có chỗ nào của lớp 12 không? Chỉ có lớp 11 thôi. Đó chính là R bộ, R bộ. Nhưng hiếm học sinh nhớ được. Do đó ai mà quan niệm chương trình vật lý chỉ thi kiến thức của lớp 12 là sai lầm. Ngoài bài này còn rất nhiều kiến thức của lớp 10 và lớp 11 nó nằm ở trong các bài khác chứ không phải là đứng độc lập. Đấy là thầy chữa để cho các bạn hiểu cái tư tưởng của một bài dài vừa được coi là bài khó của đề thi 2012. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo. Chúng ta tiếp theo ở câu số 27. Vậy ở câu số 27 được như nào? Đặt vào hai đầu điện áp U bằng U0 cốt omega T. U0 không đổi còn omega thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm có R. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thì bằng 4/5 pi và tụ điện mắc nối tiếp. Khi omega bằng omega 0 thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại I mắc. Khi omega bằng omega 1 và omega bằng omega 2 thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng nhau và bằng IM. Omega 1 trừ omega 2 bằng này bằng 200 pi. Vậy xác định giá trị của R. Bài này có một điểm đánh lừa rất hay. Tất nhiên thầy sẽ phân tích cho các bạn omega thay đổi I mắc bằng U trên R khi omega bằng 1 trên LC. Ở đây chưa có gì lừa cả. Tiếp theo, omega 1 bằng omega 2. Omega 1 và omega 2 thì I1 bằng I2. Có nghĩa là các bạn có omega 1 nhân omega 2 1 trên LC. Cũng chưa có vấn đề gì. Nhưng các bạn nhìn vào đây, đây mới là chỗ lừa này. Cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng nhau và bằng IM. Có nghĩa là bạn nào mà cho I1 bằng I2 bằng IM là toi. Mà các bạn phải có I01 bằng I02 bằng IM hiệu dụng. Có nghĩa là I hiệu dụng 1 bằng I hiệu dụng 2 bằng IM trên căn 2.
Từ đây các bạn có được y một bằng u trên căn r bình cộng zl một trừ zc một tất cả bình bằng u trên căn 2r. Các bạn nhìn omega 1 nhân omega 2 bằng 1 trên LC thì lập tức thầy có thể suy cho các bạn được đó là ZC1 bằng ZL2. Đây, suy từ cái này ra nhá. Vậy các bạn nhìn vào đây và các bạn thay xuống thì các bạn có được U trên căn của R bình cộng với ZL1 trừ ZL2 tất cả bình bằng U trên R căn 2. Điều này chỉ xảy ra khi các bạn có được là gì? Là ZL1 trừ ZL2 bằng R. Vậy từ đây các bạn sẽ có được R bằng là L nhân với omega 1 trừ omega 2 4 trên 5 pi 4 phần 5 pi nhân với 200 pi thì ra 160 ohm. Các bạn có được đáp án A. À, như vậy các bạn để ý cẩn thận không bị lừa ở chỗ này. Đó là y cực đại bằng y m, hay là dấu hiệu omega 1 nhân omega 2 bằng 1 trên LC là quá trình đổi ZL1 bằng ZC2 hoặc ZC1 bằng ZL2. Mấu chốt là ở hai cái này thôi thì các bạn sẽ xong được hết. Tiếp theo, thầy sẽ chia cho các bạn câu số 29. Câu số 29. Đặt điện áp U bằng 400 cốt 100 pT. U tính bằng vôn, T tính bằng dây và hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R bằng 50 ohm mắc nối tiếp với một đoạn mạch X. Cường độ dòng điện qua mạch là 2 ampere. Biết ở thời điểm T, điện áp tức thời ở hai đầu AB có giá trị 400 V và ở thời điểm T cộng 1/400 giây, cường độ dòng điện tức thời qua mạch bằng 0 và đang giảm, công suất tiêu thụ của đoạn mạch X này là bao nhiêu? Đây là một câu hỏi được đánh giá hay và nó sẽ là toàn diện nếu người ra đề họ điều chỉnh một chút. Nhưng người ra đề chủ quan và không lường trước, thành ra câu này học sinh đúng cực kỳ nhiều, thầy sẽ khẳng định như vậy, nhưng mà lại là ăn may. Đó là nó đọc đề, nó bảo à tính công suất cái tiêu thụ của đoạn mạch X, nhưng mà đọc chả hiểu gì. Thế là công suất hả? Bí lắm, không có cái gì. P bằng R Y bình 50 nhân 2 bình bằng 200 W. Đúng rồi. Nhưng cách làm này thì lại sai và không phải là chủ ý của người ra đề. Nên chính bộ phận ra đề cũng có thiếu sót ở chỗ này. Đây là một câu thầy đánh giá ý tưởng của những người ra đề là thầy thấy cực kỳ tốt. Nhưng chỉ có một sơ suất nhỏ, thành ra nó bị hỏng hết cái ý nghĩa của nó. Vậy không được làm cách này đâu nhá. Không, người ta đổi một cái là các bạn thôi đấy. Các bạn nhìn vào đây, U bằng 400 cốt 100 pt vôn. Ở thời điểm T, U bằng 400 vôn. U bằng 400 vôn thì các bạn có thể thấy U này đúng bằng U0. Vậy ta coi những cái thời điểm T này là cái ở cái trạng thái T bằng 0. Vậy ở trạng thái T bằng 0 thì các bạn sẽ có ngay được là cái U ở pha ban đầu bằng 0, có nghĩa là 100 pt bằng 0. Đấy, bây giờ lại ở thời điểm T cộng 1/400 giây. Bạn nào phải tinh mắt để ý cho thầy được là T cộng T trên 8.
Như vậy, thầy coi đây là thời điểm T2 đi. Thì sau đúng T trên 8 nó quay được 1/4, có nghĩa là 100 pi T2 ở U đấy, nó bằng 45 độ. Đây chính là phi U. Và ở thời điểm này, các bạn có được Y là gì? Ở thời điểm này, Y bằng 0 và Y đang giảm. Giống thôi nhá. X bằng 0 và V âm. X bằng 0 mà V âm thì phi sẽ bằng pi trên 2. Vậy các bạn có 100 pi T2 cộng phi Y bằng 90 độ. Và từ đây các bạn có 100 T này cộng phi U là 0. Vậy các bạn suy được phi bằng phi U trừ phi Y bằng trừ 45 độ. Vậy cốt phi bằng căn 2 trên 2 Rx cộng R trên Z. Với Z bằng gì? U chia Y. Z bằng U trên Y bằng 100 căn 2. Suy ra R cộng Rx bằng 100 ôm. Vậy R bằng 5, Rx bằng 50 ôm. Các bạn thấy Rx bằng 50 ôm đúng bằng cái R 50 ôm. Do đó là Px bằng Rx Y bình thì bằng 200 W. Đúng như kiểu học sinh làm liều. Rx bằng R. Do đó ở đây thực sự lý tưởng nếu đề bài chỉ cần cho R bằng 60, Rx bằng 40, có cả đáp án P của 60 nhân 2 bình và 40 nhân 2 bình thì các học sinh đòi rất nhiều nếu như làm bừa. Còn đây, người may mắn, người làm liều, vừa nhanh, vừa chính xác, vừa đỡ mất thời gian hơn người hiểu về bản chất vấn đề. Nên đáng tiếc cho câu này. Và tất nhiên đáp án của nó là đáp án D, nhớ chưa? Nào, ta sẽ bắt đầu ở câu tiếp theo, câu số 32. Câu 32 này thầy sẽ nói với các bạn ở vấn đề lý thuyết. Vấn đề lý thuyết cơ bản này thầy đã nói với các bạn rồi. Mặc dù nó được coi hơi khó. Tại Hà Nội, một máy phát sóng điện từ xét theo một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên vào thời điểm T, tại điểm M trên phương truyền vector cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại hướng về phía nam. Khi đó vector cường độ điện trường là gì? Các bạn nhớ cho thầy, sóng điện từ là có trạng thái V, E, B. Thì ba cái này hợp thành một tam diện. Như tam diện thuận là gì? Tam diện thuận là V, E, B hợp thành tam diện thuận. Và tiếp theo E, B, V. Cuối cùng B, V, E. Đấy, đây là vợ em béo, em bế vợ, bố vợ em. Đấy, các bạn nhớ cái nào thì nhớ. Bây giờ họ cho một cái bản đồ Bắc, Nam. Có biết Đông bên nào, Tây bên nào không đấy cả lớp? Đông, Tây. Nhớ là khi mà ta hướng đầu lên phía Bắc thì biển Đông của chúng ta ở bên tay phải. Nhớ đấy nhá. Và ở đây, vào thời điểm T, điểm M trên phương truyền vector cảm ứng từ B có độ lớn cực đại hướng về phía Nam. B đây. Phương truyền thẳng đứng hướng lên. Phương truyền thẳng đứng hướng lên có nghĩa là V thẳng đứng hướng lên vuông góc với mặt đất. V đây, lập tức tam diện thuận.
A, B, về. Về hướng lên, sử dụng quy tắc bàn tay phải. Về đi ra, nó sẽ quay theo chiều này. E đứng trước B, do đó đứng trước B thì phải như này. Vậy E hướng sang phía Tây. Phía Tây là đáp án A. Đấy, nhớ thuộc cho thầy ba cặp tam diện thuận này rồi cứ thế mà xác định nhá. Câu nữa thầy cần nói với các bạn, đó chính là câu số 36. Một con lắc đơn gồm dây treo dài 1 mét, vật nhỏ có khối lượng 100 gram, mang điện tích 2 x 10 -5. Treo lắc này vào trong điện trường hướng theo phương nằm ngang có độ lớn 5 x 10 -4 vôn trên mét. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song vector cường độ điện trường, kéo con lắc theo chiều của vector cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vector gia tốc trọng trường gồm góc 54 độ rồi buông nhẹ. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là bao nhiêu? Đây là con lắc trong trường biểu kiến. Các bạn nhìn thầy có một điện trường như này. Lập tức con lắc sẽ bị lệch một góc ở đây là góc alpha. Và ở đây các bạn nhớ đây là vị trí cân bằng thì các bạn có được P, F điện và F. Vậy các bạn có được tổng hợp của F điện và F là F điện và P là trừ F lệch một góc alpha. Vậy các bạn sẽ có được tan alpha bằng F điện trên P bằng QE trên P suy ra góc alpha bằng. Đây là ở vị trí cân bằng con lắc bị lệch alpha, do đó ở đây ký hiệu là alpha cũng được mà các bạn ký hiệu là beta cũng được. Tiếp theo các bạn phải nhớ con lắc ở trong điện trường mà lại kéo nó lệch một góc 54 độ so với g. Vậy lệch 54 độ so với g rồi thả tay, rồi thả tay. Lúc này các bạn suy ra được ly độ góc là 54 trừ alpha. Rồi chu kỳ trong điện trường T phẩy bằng T căn của P trên P bình cộng F điện bình. Và cái này T thì các bạn chỉ thay bằng 2pi căn L trên G. 2pi căn L trên G căn của P trên căn P bình cộng F điện bình. Có T phẩy, có ly độ góc alpha. Đây coi ly độ góc alpha phẩy đi. Lúc này các bạn có ly độ góc alpha phẩy này chính là biên độ góc alpha không, vì thả tay. Do đó V max bằng A omega. A chính là alpha không nhân L, omega là 2pi trên T phẩy. Thì các bạn chỉ việc mang số này thay xuống đây thì các bạn sẽ có được đáp án là B. Đây là thầy chữa các biểu thức để cho các bạn hiểu các cái ý tưởng cũng như là cái quá trình của nó. Đấy là tất cả nội dung mà thầy muốn nói với các bạn. Ở đây là các câu khó thầy đã hoàn thành trong cho các bạn
Ở phần đề thi 2012, các bạn chịu khó xem lại những câu này. Còn những câu dễ kia thì các bạn có thể dựa vào sự trợ giúp của các cộng tác viên, các hệ thống hỗ trợ trên trang tuyển sinh 247.com. Tất cả các thầy cô cộng tác sẽ giúp giải đáp cho các bạn các câu dễ mà các bạn còn thắc mắc. Hẹn gặp lại các bạn và rất mong nhận được sự góp ý cũng như là mong muốn các bạn học tốt. Chào các bạn.